Khách xin thân ái chào tất cả các anh chị, các anh em. Đó, thì hôm nay có một sản phẩm ngay tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Một sản phẩm rất là vừa phải để cho các anh chị nào có khả năng thích ứng với việc đặt phân lô chia nền. Đây, một sản phẩm nằm trên địa phận xã Lợi Thuận, nằm trên con đường nhựa 7m. Con đường nhựa 7m khá là thông thoáng, dân cư rất là đông úp. Đó, rất là đông luôn nha mọi người, rất là đông và đầy đủ luôn. Vật dụng từ quán cà phê cho đến cái cơ sở sản xuất đó, thì một sản phẩm rất là thuận tiện, rất là gần xã, gần ủy ban, gần chợ luôn, với diện tích chiều ngang là 16m nha mọi người, 16m chiều ngang. Đây, để cầm lên đây. Đây, từ cọc phía trời trái không ha, cái cọc cao nha mọi người. Đây, cái cọc này ta sẽ di chuyển qua cái cặp phía bên phải. Có ranh giới cấm cự sẵn rõ ràng luôn nha mọi người. Đã tiến đến cuối đất với diện tích của mình là chiều dài là 39m, cuối đất luôn nha mọi người. Đây, 39m. Lấy ông Thái rồi chưa bạn? Phía bên đây 39m nha mọi người. Đây, mình lên phía trên mọi người xem. Nãy mới đất chưa được. Đất rất là rồi, cao luôn. Trên đất của mình thì có trồng một số mía nha mọi người. Mía này cỏ chứ, cỏ chứ phải mía. Cỏ này để cho chăn nuôi đó. Thì ai mà có nhu cầu mà phân lô hay gì đó thì mọi người dọn dẹp lại, nó rất là đẹp luôn, rất là vuông vức luôn nha mọi người. Xin nhắc lại, diện tích của mình là chiều ngang 16m, chiều dài 39m, sở hữu 100m thổ cư sổ hồng riêng. Đó, với giá tiền chính chủ đưa ra là 1.600.000.000, 1.600.000.000 nha mọi người. Đó, thì từ miếng đất này Kha có thể là suy nghĩ một chiều hướng, không biết là có đồng cảm với mọi người hay không. Mình có thể là mình chia làm 3 nền, mình có thể mình phân lô mình làm 3 nền, đó, 3 nền, 2 nền 5, 1 nền 6 nha mọi người. Đó, review khung cảnh xung quanh miếng đất của mình đó, rất là vui. Đây, mọi người thấy nhà cũng rất là đẹp luôn, xây cất rất là nhiều luôn. Đây, trên đất của mình trụ điện cũng có đèn luôn nha mọi người. Đây, có đèn đường luôn. Mọi người có thể là mở kinh doanh gì đó hoặc phân lô thì cảm thấy rất là hợp lý luôn, với giá tiền là 1.600.000.000 nha mọi người. Còn bây giờ Kha sẽ di chuyển đến chợ, ủy ban và trường học để cho mọi người tham khảo. Xin mời mọi người ạ.
di chuyển đến chợ Bầu Gõ, xã Lợi Thuận, huyện Vĩnh Cầu, tỉnh Tây Ninh. Phía trước mắt của Kha là căn trường học, trường tiểu học xã Lợi Thuận. Đó, và phía bên trái của bên trái đó nha mọi người, từ căn trường học đó phía bên trái là 100m là ủy ban. Nhưng mà Kha sẽ dừng chân tại đây tại vì cũng đã rất là gần luôn. Ủy ban, trường học, chợ nó nằm san sát nhau nha mọi người. Đó, một sản phẩm Kha cảm thấy rất là đẹp, rất là ưng ý luôn. Thì với giá tiền là 1.600.000.000. Đó, 1.600.000.000. Anh chị nào có khả năng hoặc là thấy tài chính, hãy gọi điện cho Kha theo số điện thoại 0795 408 324. Xin chào mọi người ạ. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày mới thật là thành công luôn ạ.